Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ khám phá cái này nha. Đây, này gọi là máy xay tỏi ớt mini. Rồi đây các bạn, cái này thì mình nghe nó là gọi là máy xay tỏi ớt, nhưng mà nãy đọc sơ sơ cái hướng dẫn sử dụng các bạn thì nó có ghi đây nè, nó ghi nè, các bạn nhìn rõ nha. Đây, sản phẩm sử dụng để cắt thịt và cắt rau củ, nhưng mình không có chuẩn bị thịt ở đây, tại ban đầu mình mua là người bán chỉ nói là này là máy cắt hành tỏi thôi, cho nên hành tỏi ớt á, cho nên mình không có chuẩn bị thịt đồ ở đây để mà cắt thử nó như thế nào nhé các bạn. Đây, máy phù hợp luôn nè. Nó như thế này rồi, ui cái lưỡi dao rớt rồi, chắc là mình phải gắn vào đây nè. Đây, gắn lưỡi dao vào đây. Wow, à không phải như đây nè các bạn, lưỡi dao mình để đây trước nè đó, rồi mình mới úp cái anh này lại đây nè. Đấy, hình như vậy đấy. Đó, tỏi ớt vào đây thôi, chắc vậy rồi. Chắc là có thể là người ta thiết kế cái lưỡi dao rời ấy các bạn, để cho mình dễ vệ sinh ha. Cái này mình để vào đây, úp xuống nó rớt nè. Đó, rớt thấy không? Đó, thấy không? Rồi, vậy là có thể có cái trụ ở đây nè các bạn. Thì mình để trụ ở đây ha. Rồi, khá thú vị ha. Bây giờ đi kiếm hành tiêu tỏi ớt nha các bạn. Đây, mình có chuẩn bị sẵn một cái đĩa hành tỏi ớt nè. Bây giờ mình thử nha, thử với vài trái ớt trước đi. Đấy, một ít ớt thôi. Đấy, đưa đi. Không biết ít thì nó có hoạt động được không hay là nó còn phải thiệt nhiều ha. Nhưng mà kể cứ thử ít trước nha các bạn. Đấy, bỏ cái lưỡi dao vào nè. Tiếp theo là cho anh hai này vào nè. Nguyên cục này nè, cục này để coi có gì đặc biệt không. Không có một cái gì đặc biệt hết nha các bạn. Không có gì đặc biệt hết. Đây nè, trên này cái gì? Đó, cái này mình kéo nó quay nè. Đó, mình kéo cái chốt nó quay nha các bạn. Nhìn nhìn lại nha. Các bạn thấy rõ không? Ui, cái này sáng quá. Đây, 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 đây. Đó, đây nè, đây nè. Các bạn thấy cái chốt cái giữa nó quay ha. Đó, bỏ vào thôi. Tí tính sau. Mình còn cái tiết mục phân thay anh ấy nữa mà. Rồi, đã chặt cái khớp nè, có khớp ở đây đã chặt ha, kéo nè. Để cho bạn kéo cho gọn ha. 1 2 Ôi trời, bị kẹt cứng quá. Đó. 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 Ôi. Ôi trời, hơi cứng các bạn, lúc nó bị kẹt kẹt á. Giống như là nó bị kẹt một cái gì lại á. Lúc thì quay rất là suông, lúc thì rất là cứng nha, lại nha. Ôi dạ, cứng lắm luôn. Rồi, giờ thấy bộ xuông xuông rồi nè, có thể là đã nát hết rồi hay sao, giờ thấy bộ xuông xuông rồi nha các bạn. Đó, thoải mái rồi nè, hết kẹt rồi nè, chắc nát lắm rồi nè. Thấy đây, thấy mấy cái hộp ớt văng ra luôn rồi nè các bạn. Vào nha. Wow, hầu như còn nguyên luôn. Có gì nhầm lẫn không nhỉ? Đây nè, dính mớ vào đây luôn nè. Lẹ ha. Đó. Rồi, thấy bộ hơi mệt mỏi đấy. Giờ mình bỏ, mình quay lại nha. Mình sẽ không bỏ thêm ớt nữa, mà mình bỏ cái lưỡi dao vào, mình quay thêm coi thử nó có ấy không, coi thử nó có nát hết không nha các bạn. Nát đều không? Cái này là chưa đạt yêu cầu rồi. Tiếp nè. Rồi, tiếp tục kéo nha. Rồi, sau một hồi quay tay cật lực thì mở ra coi kết quả nha. Wow, nó cũng vậy các bạn, nó cũng không có cải thiện được lắm ha. Ui, hồi nãy với nãy giờ cái số lần mà mình giã bằng cái chày cái cối á thì chắc là nó nát còn nhừ hơn cái này nhiều ha. Bây giờ mình sẽ bỏ cái này ra ha, kiếm cái gì đó bỏ cái này ra. Rồi, đây có tờ giấy nè, đổ hết mớ ớt này ra nha.
Tiếp theo cho thử ngoài củ hành nè, ngoài củ tỏi nè, trái ớt nữa đi. Thôi hành tỏi thôi, đừng ấy ớt ha. Rồi coi thử nó có cái số lượng ít nè, mình để ít thôi, coi thử nó có nát không các bạn ha. Rồi lại cho cái mớ này vào, à cái dây, cái dao nè. Bỏ cái này vào nè. Mình muốn thử từ ít tới nhiều thôi các bạn, chứ bỏ nhiều quá thì chưa biết như thế nào, cho nên bây giờ mình sẽ bỏ ít lại ha. Đây, bắt đầu kéo nè, quay tay khá bộ nhẹ nhàng thôi các bạn. Giờ này kéo theo bộ nhẹ nhàng hơn nãy ớt á. Rất là nhẹ nhàng thoải mái luôn. Giờ mở ra thử nha. Wow, có bộ nát ngon hơn nè các bạn. Thấy không? Ồ, có bộ hành tỏi thì bộ nát ngon lành hơn là ớt á. Rồi, đấy, đây lưỡi dao ra. Thử nha. Đây, cái bộ hành tỏi cái bộ là nát đều hơn các bạn ha. Còn ớt thì rất là tào lao. Bây giờ chiêu cuối cùng, bỏ hết vào luôn. Đó, cho nó nhiều. Coi thử với số lượng nhiều thì nó có dễ ấy hơn không ha, nó có dễ nát hơn không. Đậy nắp vào. Rồi bắt đầu quay tay cật lực. Wow, cứng, cứng ngắt luôn nè các bạn. Wow, cứng. Wow, kẹt cứng luôn rồi các bạn. Ôi trời, rất là cứng nha. Nó cứng mà cảm giác mình sợ nó giống như là nó muốn gãy vậy đó. Muốn gãy bể hay rớt lưỡi dao ra nhìn mạnh nó nè. Đây, cọc lực. Wow. Sau thời gian khoảng chừng 20 lần kéo, rất là mạnh. Và nó giống như nó mắc kẹt các bạn, giống như là nó kẹt cái lưỡi dao vậy đó. Thì kết quả là 1, 2, 3. Wow. Mình bỏ nhiều thì nó cũng khá đều thôi các bạn. Mấy cái ớt đồ thì nó cũng không nát giống như là mình mong đợi lắm. Nhưng mà cái bộ hành tỏi á thì thấy là khá ok. Bây giờ đậy lại, làm thêm vài cái nữa nha. Rồi kéo tiếp khoảng 5-7 cái gì nữa, chục cái nữa đi. Rồi mở ra thử xem nha. Đây các bạn nhìn trên này nè, hành tỏi thì rất, hành tỏi thì rất là tốt luôn, rất là đều luôn ha. Đây mở ra nha. Nhưng mà ớt thì nó còn to nè, còn miếng to nè, không đều lắm. Đó, đổ cái này ra các bạn dễ thấy hơn ha. Đây nha các bạn. Hành tỏi nè, hành tỏi thì cái bộ nát đều nhưng mà ớt thì không đều lắm, còn rất là to to luôn nha các bạn. Mình để nhiều á thì mình nghĩ là nó sẽ quay sẽ đều hơn, nhưng mà cuối cùng thì ớt nó vẫn không đều lắm nè. Đấy, thấy không? Thôi, cá nhân mình giờ bây giờ mình sẽ mở vệ sinh lên này rồi mở ra thử xem sao các bạn. Cái cá nhân của mình thấy thì thay vì nãy giờ mình bỏ vào đây kéo rẹt 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 khoảng chừng 30 lần như vậy á, thì mình nghĩ là dùng cái dao 30 lần hiệu quả hơn á các bạn ơi. Rồi bây giờ vệ sinh nó sơ sơ, mình sẽ tháo ra coi thử bên trong nó như thế nào. Mà kéo nhiều khi mình thấy nó rất là cứng, có thể giống như kẹt luôn á, giống như bị kẹt, không biết là do cái lưỡi dao này hay là do phía trên này cái cơ cấu nó như thế nào. Bây giờ mở ra thử nha các bạn, dọn dẹp cái này sơ sơ, mở ra thử nha. Làm thôi. Rồi đây các bạn, mình đã xịt rửa rồi nè, sạch sẽ rồi nè. Đây lưỡi dao nè, lưỡi dao nó hơi cong cong các bạn thấy không. Rồi cái nắp nè, còn này là cái bộ chính, bộ quay chính nè các bạn. Đây. Đây. Đây mình để cái lưỡi dao vào đây cho các bạn dễ nhìn nè. Đây nha. Đó, kéo nó quay như vậy đó các bạn. Đó. Đó. Cảm giác nó quay không được mượt lắm rồi mà. Rồi. Bây giờ tìm cách tháo anh này thử ra xem bên trong nó như thế nào nha các bạn. Coi thử như thế nào mà anh quay gì. Anh quay nhìn thấy buồn ngủ quá đi. Dụng cụ xay tỏi ớt và mấy trái ớt rất là nhỏ như vậy. Ớt rất là mềm mà xay không nát được các bạn. Rồi, giờ kiếm đường mở thử nha.
Rồi, nó có cái khớp nè. Này 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 ra cái khớp nha các bạn. Đó, ra cái khớp cho này nè. Ui da. Ra luôn rồi. Đây, kéo một phát bứt lập hai luôn nè các bạn. Không biết cái này cái gì luôn. Hơi mạnh tay xíu. Hình như nó như thế này phải không ta? Đấy. À cái này nó chụp lại nè các bạn. Đây. Đó, đây nè. Xếp như thế này. Cái này nó chụp lại như thế này. Hoặc là như thế này. Rồi, đúng rồi nè các bạn. Đây. Ở đây nha. Rồi gỡ ra nè các bạn. Đây. Đây nè. Đây là cái nối với cái bánh, nối với cái lưỡi dao này các bạn. Đó, đây ha. Rồi. Đây. Đó. Tiếp theo là hai cái nhỏ xíu này. Và đây là cái mà có cái nối với cái dây kéo nãy nè các bạn. Đây, kéo đây nè. Đây nè. Đó. Này hơi cứng nha các bạn. Ây da. Rồi. Này nó có một cái chốt nè. Mình mới vừa kéo mạnh cái nó rớt cái chốt này nè bạn. Cái chốt nằm đây ha. Ui. Rớt cái này ra luôn nè. Cái này có cái lò xo các bạn ha. Nhẹ nhàng tình cảm nào. Ôi, nó có một cái dây cót nè. Đó, thì đây là không phải là xo, là một cái dây cót các bạn. Dây cót này nó quấn lại như thế này. Rồi, dây cót này quấn lại ha. Để cho nó quấn, nó tự động nó quấn cái bánh xe này lại thôi. Đấy. Dây cót nằm đây. Để cho nó quấn cái bánh xe này lại nè. Rồi. Khi mình kéo á thì nó quay cái dao. Ôi, khá đơn giản luôn các bạn. Để coi cái lưỡi dao này có sắc không ha. Nó có bén không ha. Lưỡi dao này không bén lắm nha các bạn. Mình thấy nó cũng không bén lắm. Cho nên có thể vì không bén lắm cho nên khi quay nó không có cắt đều được hết tất cả. Đó, cái đơn giản chỉ như đó thôi các bạn. Mình mua sản phẩm này với giá vài chục ngàn thôi. Nhưng mà khá vô dụng. Mình thấy cái thời gian mà để mình bỏ vào kéo đó thì chỉ cần lấy hai con dao bầm hiệu quả hơn gấp mấy lần đó các bạn ơi. Rồi, vậy ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến giờ phút này. Nếu các bạn nào đã từng xài thử cái sản phẩm này thì comment cho mình biết nó có giống gì không nha. Hay là có thể tốt hơn tùy vào cái tình trạng sản phẩm các bạn mua nơi bán hoặc là cái sản phẩm khác đây hay giống đây như thế nào thì các bạn comment cho mình biết nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt các bạn.